Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Trong trường đại học Bách Khoa gần đây xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Thanh, sinh viên ưu tú của trường, đã mất tích sau buổi họp nhóm cùng các bạn trong lớp. Từ phụ huynh, bạn bè đến các cơ quan chức năng đều đã cố gắng tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng đã nửa tháng trôi qua, đến hiện tại vẫn không ai biết cô đang ở đâu. Sáng nay cha mẹ của Thanh lại đến trường học làm ầm ĩ một trận. Bọn họ cho rằng nhà trường phải có trách nhiệm đối với sự biến mất của cô. Thế nhưng sau khi nhà trường xác nhận Thanh đã rời khỏi trường học thông qua camera trước cổng thì đã phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Hiệu trưởng cũng đã đăng lên trang chính thức của trường, nói rõ nhà trường chỉ hỗ trợ những việc trong khả năng chứ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả. Khỏi phải nói, lời tuyên bố này đã khiến cha mẹ Thanh tức giận đến mức nào. Bởi vậy mà gần đây, cứ cách ngày thì cha mẹ Thanh lại kéo theo anh em dòng họ đến trường làm loạn. Bọn họ đổ hết lỗi cho nhà trường, thậm chí còn cho rằng Thanh đã bị giết hại, và nhà trường rũ bỏ hết trách nhiệm là để giữ gìn uy tín của họ. Hai bên cứ giằng co như thế, đã 2 tuần trôi qua, người chịu trách nhiệm thì vẫn chưa tìm được, còn Thanh thì vẫn bặt vô âm tín. Dù vậy, những người chứng kiến sự việc lại không cho rằng cha mẹ của Thanh đáng thương khi bị mất đi đứa con gái duy nhất, mà người đáng thương nhất ở đây chính là Khoa. Khoa cũng là sinh viên trong trường, hơn nữa anh và Thanh còn học chung cấp 3. Từ năm lớp 10 thì Khoa đã bắt đầu theo đuổi Thanh, thế nhưng lúc đó cô chỉ muốn tập trung vào việc học nên đã từ chối anh. Không nản chí, Khoa vẫn tiếp tục theo đuổi Thanh những năm sau đó. Mấy bạn học chung đều đã hùa nhau đặt cho anh biệt danh là kẻ si tình nhất thành phố. Những người bạn thân thiết của Khoa nói, từ nhỏ anh đã thích học kiến trúc, gia đình anh từ ông nội, cha đến cả chú cũng đều là kiến trúc sư. Cứ tưởng anh sẽ theo truyền thống của gia đình, lên đại học thì anh sẽ đăng ký vào trường xây dựng, nhưng đùng một cái thì lại chuyển hướng 180 độ sang học quản trị kinh doanh. Sau đó mới biết, hóa ra Thanh cũng học quản trị kinh doanh, vì để theo đuổi cô, anh đã từ bỏ luôn ước mơ của mình. Với thành tích học tập xuất sắc, tính cách hiền lành, tốt bụng, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, hơn 7 năm qua không thiếu người đến tỏ tình với Khoa, nhưng anh chỉ một lòng đối với Thanh, thậm chí còn tuyên bố sẽ chờ đến khi nào cô nhận ra được tình cảm của anh mới thôi. Đối với chuyện Thanh biến mất, thì người đau lòng nhất có lẽ chính là Khoa. Đã vậy còn có tin đồn cho rằng cô không phải bị mất tích mà là bỏ trốn cùng bạn trai. Cả tuần nay cũng không thấy Khoa đến trường học nên mọi người đều nghĩ rằng anh vì quá đau lòng nên không còn tinh thần học tập nữa. Có lẽ đã quá quen với việc người nhà Thanh đến gây rối nên mặc dù phía trước cổng đang ồn ào thì việc học trong trường vẫn tiến hành như bình thường. Tiếng la hét bên ngoài chẳng qua chỉ như cơn gió thổi hơi mạnh vào đầu thu mà thôi. Thủy kết thúc 4 tiếng học chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khiến cô như được khai sáng. Trong giờ học cô thiếu điều đã phải dùng tăm xỉa răng để chống mắt mình lên, vậy mà những người khác thì lại nghe rất say mê, thi thoảng còn giơ tay hỏi bài, thảo luận và trao đổi. Cô thật sự ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Về đến phòng, cô quăng cặp sách lên bàn học, rồi ngã quỵ xuống giường.
định bụng sẽ đánh một giấc đến giờ đi làm thêm luôn. Vừa thiêu thiêu nhắm mắt thì bị tiếng nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra đánh thức. Em biết rồi, vậy tối nay gặp nhé. Thủy từ trên giường ngồi dậy, quay đầu, nhìn về phía cửa thì thấy Vân từ bên trong bước ra. Hai người chạm mắt nhau thì như xịt keo, đơ người hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng vẫn là Thủy lên tiếng hỏi trước. Bà có bạn trai mới rồi, không phải tuần trước mới nói chia tay với Hưng xong sao? Vân tắt điện thoại, bỏ vào túi, khoanh tay tựa lưng vào tường nói. Có ai quy định là chia tay bao lâu mới được có bạn trai mới đâu. Hơn nữa lần này là tôi được tỏ tình đó, ngại gì mà không tới luôn chứ. Là ai vậy? Thủy tò mò hỏi. Vân lắc đầu, làm ra vẻ bí mật. Bà thật sự muốn biết sao? Tôi sợ bà không tin được đâu đấy. Thủy híp mắt nằm xuống giường, tỏ vẻ không mấy quan tâm nói. Không nói thì thôi, tôi cũng không có hứng thú muốn biết mấy cái chuyện của bà. Thủy làm bạn với Vân bao năm, tính cách của Vân như thế nào không phải cô không biết. Đúng như cô nghĩ, vừa nghe cô nói như vậy thì Vân đã bỏ đi cái tính tự cao, nhào đến bên giường, hờn dỗi nói. Sao vậy? Bà không tò mò người kia là ai sao? Tôi chắc chắn người đó sẽ khiến bà bất ngờ lắm đấy. Khóe môi Thủy khẽ nhếch lên nhưng vẫn kịp thời ngăn lại. Cô đưa tay kéo chăn lên che kín mặt nói. Thôi đi, người đó là ai cũng là bạn trai của bà. Tôi quan tâm nhiều làm gì? Tôi mệt lắm rồi. Buổi chiều còn phải đi làm thêm nữa. Đi ra chỗ khác đi, để người ta còn ngủ. Là anh Khoa đó. Vân nhỏ giọng nói. Thủy vừa nghe liền quay ngoắt đầu, không che giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt, lên tiếng hỏi lại. Bà nói ai? Vân cười một cách vui sướng, rõ ràng lặp lại từng chữ. Là anh Khoa đó. Anh Khoa tỏ tình với bà. Không thể nào có chuyện như thế được. Thủy lắc đầu nói. Vân nhíu mày, thọc tay vào túi áo lấy điện thoại ra, đưa những đoạn tin nhắn mà hai người đã nói chuyện với nhau cho Thủy xem. Mặc dù sự thật là Vân đã chủ động đến tìm Khoa trước, nhưng người mở lời tỏ tình trước lại là Khoa. Và đương nhiên là Vân sẽ không từ chối. Từ đó đến nay cũng đã được 3 ngày rồi. Thủy đọc qua một lượt nội dung tin nhắn của hai người họ thì cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ. Cô cứ nghĩ mẫu hình lý tưởng của Khoa phải là một cô gái hiền thục, dịu dàng, có thành tích tốt và đối xử hòa thuận với mọi người chứ. 7 năm chỉ theo đuổi đúng một người, bây giờ lại tự dưng yêu đương với một người khác xa hoàn toàn mẫu hình ban đầu. Chả trách Thủy lại cảm thấy chuyện này không đáng tin chút nào. Trong đôi mắt lóe lên một tia đau khổ, tỏ vẻ không hứng thú lắm, hỏi. Vậy mấy ngày nay như thế nào? Anh ấy sẽ không đem bài ra giảng trong lúc hẹn hò đấy chứ? Vân nằm xuống bên cạnh, hai mắt nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi nặng nề. Phải chi, anh ấy đem bài ra giảng có khi còn hay hơn. Quen nhau được 3 ngày, hết 2 ngày là anh ấy ngồi giảng đạo lý rồi. Cái gì mà tôi phải thùy mị lên, phải dịu dàng lên, còn chê bai phong cách ăn mặc của tôi. Đến cả kiểu tóc trên đầu tôi cũng bị anh ấy lấy ra để mà nói. Tóm lại là không vui như đã nghĩ. Thủy liếc mắt nhìn, thấp giọng nói. Nếu anh ấy đã bắt đầu quen người mới, vậy tại sao mấy ngày nay anh ấy không chịu đi học? Là mấy người trong trường cứ đồn anh ấy đang đau khổ về chuyện chị Thanh biến mất. Vân im lặng hồi lâu, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, đột nhiên bật dậy nói. Mà này, có cái này lạ lắm này bà. Không biết có phải là do anh ấy học quá nhiều nên mới vậy không nữa? Cái gì vậy? Vân cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra và lần đầu tiên cô và Khoa hẹn hò. Giống như bao cô gái khác trong trường, Vân cũng đã có tình cảm với Khoa ngay từ lần đầu gặp mặt. Thứ khiến cô ấn tượng nhất chính là vẻ mặt điềm tĩnh của anh. Dù cho bị những người xung quanh làm phiền, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi, một chút cũng không tỏ ra khó chịu. Tìm hiểu về anh nhiều hơn, cô lại ấn tượng thêm về sự si tình của anh. Cô nghĩ nếu như có thể được anh yêu thì cả đời này cô cũng không cần sợ bị phản bội. Sau đó không lâu thì Thanh, người tình trong mộng của Khoa mất tích. Mặc dù vậy nhưng Vân để ý thấy Khoa chẳng có biểu hiện gì khác thường.
không nôn nóng tìm kiếm hay lo lắng đến quên ăn quên ngủ như lời người trong trường nói. Hoặc có lẽ cô đã quá quen với sự trầm tĩnh của anh rồi nên mới không cảm thấy anh có gì khác thường. Cô nghĩ có lẽ anh đã sớm hết tình cảm với Thanh từ lâu rồi. Đã 7 năm trôi qua, sự kiên nhẫn của một người cũng phải có giới hạn mà. Nghĩ như vậy, Vân đã lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với Khoa. Một phần trong cô nghĩ rằng nếu Khoa trở thành bạn trai của cô thì những người xung quanh sẽ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ đến mức nào. Vân vẫn nhớ lần đầu tiên khi cô gặp được Khoa, trong mắt anh thoáng chốc có chút sợ hãi, kinh ngạc và sau đó là vui mừng. Trong khi cô vẫn còn do dự thì Khoa đã lên tiếng trước, vô cùng ngắn gọn và dứt khoát. Em có thể trở thành bạn gái của anh không? Đó là lời mà Khoa đã nói, và Vân đã đồng ý mà không chút suy nghĩ. Vừa tỏ tình ngày hôm trước thì hôm sau anh đã muốn cả hai ra ngoài gặp nhau. Mặc dù cảm thấy anh bỗng dưng tỏ ra rất gấp gáp, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Thậm chí còn trang điểm thật lộng lẫy, chọn bộ quần áo ưng ý nhất, vô cùng xem trọng lần đầu hẹn hò này. Thế nhưng, trong lúc cả hai đang nói chuyện, ngoại trừ việc anh cứ kêu cô phải thay đổi cái này, phải sửa chữa cái kia, thì thi thoảng anh lại cúi đầu, giọng run lên rồi tự thì thầm. Chưa giống, phải thay đổi, không phải như thế này. Mà lúc nói những lời này, biểu cảm trên mặt anh khiến cô có chút sợ hãi, giống như trước mặt anh là một thứ gì đó rất đáng sợ vậy. Thủy nghe đến đó liền nhỏ giọng nói theo. Chưa giống, phải thay đổi, sao phải như thế này? Xong lại hỏi, anh ấy thật sự nói những lời như vậy sao? Vân gật đầu, bây giờ nhớ lại cô còn cảm thấy sợ hãi. Cũng may lúc đó là ban ngày, chứ nếu ban đêm là nhìn thấy biểu cảm kia, chắc cô đã chạy mất dép rồi. Vân thì cảm thấy Khoa khá kỳ lạ, còn Thủy dường như đã ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó. Thủy quay đầu nhìn kỹ vào khuôn mặt của Vân, rồi lại đưa mắt nhìn lên tấm kính trên cửa tủ quần áo. Góc nghiêng của Vân đập ngay vào mắt khiến Thủy càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi. Có phải anh ấy kêu bà phải hành xử dịu dàng, hiền thục hơn, nên để tóc dài rồi đen tự nhiên, rồi đừng mặc những bộ quần áo hở hang hay phá cách, thay vào đó nên mặc váy để thêm nữ tính phải không? Ồ, sao bà biết? Thủy lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa qua trước mặt, Vân nói. Anh ấy đang xem bà là người thế thân của chị Thanh đó. Bà không nhìn thấy góc nghiêng của bà rất giống chị ấy sao? Vân chụp lấy điện thoại từ tay Thủy, trên màn hình là bức ảnh chụp Thanh trong buổi chào đón tân sinh viên. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng, tóc suôn dài, cộng thêm màu đen tự nhiên, đúng chuẩn vẻ đẹp của con gái Việt. Trên mặt phớt nhẹ qua một lớp phấn, đôi môi hồng vô cùng tự nhiên, không hề giống như đã được tô son, thật sự là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vân càng nhìn, càng thấy gương mặt của Thanh quen thuộc. Hóa ra là vì gương mặt của hai người rất giống nhau. Mỗi ngày, bình quân cô đều nhìn gương mặt mình trong gương hơn 100 lần, bà sao không cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên, những ký ức về ngày đi chơi cuối cùng của hai người hiện rõ một một trong đầu Vân. Ngày hôm đó, hai người đã đến một cửa hàng quần áo rất lớn. Khoa vừa vào cửa đã bắt đầu kêu cô thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Lúc đó cô đã cảm thấy rất lạ, không lẽ anh không nhìn thấy phong cách ăn mặc bình thường của cô sao? Hai người cũng đâu phải là mới gặp nhau lần đầu tiên. Từ đầu Vân đã thật sự muốn cùng Khoa nói chuyện yêu đương nên đã đến gặp anh trong bộ dạng thường ngày. Chủ yếu là muốn anh nhìn thấy con người thật sự của cô, chứ không phải kiểu trước mặt là một người, sau lưng lại là một người khác. Vân là người có tính cách mạnh mẽ nên phong cách ăn mặc bình thường của cô thiên về kiểu nam tính rất nhiều. Nhưng nghĩ đến việc chắc chẳng có chàng trai nào thích nhìn bạn gái mình ăn mặc cứ như con trai, đi bên cạnh còn tưởng đâu là anh em trong nhà. Nghĩ vậy nên dù không thích thì Vân vẫn thử hết tất cả những chiếc váy mà Khoa đã đưa cho. Thế nhưng mỗi lần cô mặc một chiếc váy lên người thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ Khoa. Cậu ta cứ lẩm bẩm trong miệng. Không giống, không giống. Khiến cô rất bực mình.
Sau khi mua đồ xong thì cả hai đi đến một salon tóc. Nhân viên ở đó làm theo yêu cầu tạo cho cô một kiểu tóc rất nữ tính, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy không hợp. Khoa đứng phía sau còn hét lớn vào mặt nhân viên của tiệm tóc. Tại sao lại không giống? Nó bảo làm y như vậy mà, tại sao lại không giống hả? Cách hành xử khác thường của Khoa khiến Vân vừa giận, lại vừa sợ. Anh đột nhiên trở nên nóng nảy, chỉ thiếu nước nhào đến đánh nhau với nhân viên của tiệm tóc một trận. Cô nghĩ ngày hôm nay cũng chẳng đi đâu được nữa nên đã đứng lên, bỏ về. Sau đó, Khoa đã nhắn tin xin lỗi Vân khiến cô cũng nguôi giận phần nào. Nhưng giờ lửa giận của cô lại bốc lên hừng hực. Cuối cùng cô cũng đã hiểu hai từ không giống mà Khoa nói đến ám chỉ điều gì rồi. Vân nghiến răng nghiến lợi, giọng run lên vì giận mà nói. Anh ấy dám xem mình là đồ thế thân sao? Đúng là quá đáng mà. Đúng là không phải hoa nào đẹp cũng thơm. Đồ đều. Vân là người rất dễ dao động, lại không có chính kiến. Chỉ cần nói hai ba câu thì cô đã hoàn toàn bị lung lay. Cô đã hoàn toàn tin rằng Khoa đang xem mình là thế thân, thậm chí còn tự nhủ rằng cả đời không muốn gặp lại anh. Nếu lỡ gặp nhau, nhất định sẽ đi đường vòng chứ không lướt qua nhau. Mẹ Thanh đứng trong bếp nấu cơm, tay cầm cái sạn gỗ đảo tới đảo lùi nồi thịt xào, nhưng đầu óc thì dường như đã bay biến 9 tầng mây từ đời nào. Đã hơn 2 tuần không nghe được chút tin tức gì của Thanh, khiến bà không kiềm được nghĩ đến những chuyện không hay. Gần đây bà rất siêng xem thời sự, còn bắt chước mấy đứa trẻ bây giờ quay video cầu cứu đăng lên mạng. Bà chỉ mong ai đó nhìn thấy Thanh rồi vô tình thấy video của bà sẽ liên hệ, nói với bà rằng con gái bà không sao. Ngày đầu Thanh không về nhà, bà giận lắm nên đã nói nếu cô về nhất định sẽ đánh gãy chân cô. Nhưng giờ bà hối hận rồi, chỉ cần con gái trở về bình an, đổi lại bà bị gãy chân cũng không sao. Dạo đây đang rầm rộ mấy chuyện bán người qua Campuchia khiến bà tối về nghĩ đến liền trằn trọc không ngủ được. Bà nghĩ trong đầu, nếu như Thành thật sự bị mấy kẻ xấu xa bắt đi rồi bán qua biên giới thì bà phải làm sao đây? Càng nghĩ bà lại càng thấy lo lắng nhiều hơn. Cũng vì chuyện của Thanh mà trong nhà chẳng ai còn tinh thần. Cha mẹ Thanh thì chạy đông chạy tây, mong tìm được sự giúp đỡ. Nỗi lòng của người mất con mấy ai có thể thấu hiểu được. Vậy mà trường học của Thanh trong lúc này lại tuyên bố bọn họ không có bất kỳ trách nhiệm nào trong chuyện này, khiến cha mẹ Thanh giận cá chém thớt. Toàn bộ sự phẫn nộ đều đổ hết lên đầu trường học. Mấy hôm trước, mẹ Thanh thiếu điều còn muốn đốt luôn cả trường để ép hiệu trưởng ra mặt nói rõ mọi chuyện. Bà bây giờ cứ như người mất trí, vì con gái vô duyên vô cớ biến mất khiến bà chẳng thể điều khiển được cảm xúc. Ai nói gì đi nữa thì bà cũng chỉ xem đó như những lời nói suông cho hết chuyện mà thôi. Chẳng ai quan tâm đến sống chết của con gái bà cả. Mẹ Thanh đặt mạnh cái sạn trên tay xuống, vừa quay đầu để nhìn thấy Thanh đang đứng ở cửa ra vào. Bà kêu lên một tiếng rồi đi nhanh đến bên cạnh, không nhịn được đánh mạnh một cái lên vai cô nói. Mày đi đâu vậy hả? Mày muốn hủ tao lên cơn đau tim thì mới chịu à? Mẹ. Thanh nhỏ giọng kêu một tiếng, giọng cô run rẩy, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên gương mặt, giống như trước đó cô đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng. Đừng có kêu mẹ nữa. Mày có biết tao là mẹ mày nữa sao? Có ai làm con như mày không? Nói đi là đi. Cha mẹ mày sẽ bị công an còng đầu hết là vì mày đó. Mẹ Thanh tức đến đỏ mắt, nhớ lại những gì cả nhà bọn họ đã làm gần đây vì để tìm kiếm Thanh, quả thật là không còn mặt mũi nào hết. Nhưng con gái cuối cùng vẫn bình an trở về khiến bà rất vui. Sự lo lắng đè nặng trong tim cũng nhanh chóng biến mất. Mẹ Thanh quay mặt đi che giấu giọt nước mắt vì vui mừng mà sắp rơi xuống, nói. Mày đợi cha mày về, xử tội đi. Thì ăn uống gì chưa? Đi vô ăn cơm, rồi về phòng tắm rửa, đợi cha mày về. Con không thể về, mẹ ơi. Câu nói đột ngột của Thanh khiến mẹ cô mới đi được hai bước đã dừng lại, quay đầu nhìn cô khó hiểu hỏi.
Cái gì mà cứ không thể về? Không lẽ mày về đây chỉ để báo cho mẹ mày biết là mày không thể về thôi hả? Thì mày định đi đâu? Hay là xong cho người ta nói mày có bạn trai nên định đi theo thằng đó phải không? Nước mắt Thành lộp bộp rơi xuống, tay cô đưa lên ôm lấy cơ thể, run rẩy nói. Con lạnh và đau lắm mẹ ơi. Con muốn về nhưng không thể về được. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ Thanh thấy cô khóc thương cảm như vậy thì đâm ra lo lắng. Bà bước tới nắm lấy tay cô. Lúc này bà mới cảm nhận được thân nhiệt lạnh toát bất thường của cô. Gấp gáp lên tiếng hỏi. Mày làm sao? Ai làm gì mày mà cứu? Nói mẹ nghe coi. Mẹ Thanh vừa dứt lời, liền thấy có thứ gì đó màu đỏ rơi xuống tay mình. Ngước mắt nhìn lên thì thấy nửa bên mặt cô đã ướt đẫm máu. Trên đầu còn có một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Trời ơi, con tôi, con làm sao vậy? Trời ơi, chết mất thôi. Mẹ Thanh vô cùng hoảng hốt, mắt bà nhòe đi, run rẩy đưa bàn tay định chạm vào thì cô đột nhiên lùi lại phía sau. Bà trừng lớn mắt không hiểu cô đang định làm gì thì cả người cô đã xuyên qua cánh cửa nhà mà biến mất. Mẹ Thanh lớn tiếng gọi với theo. Thanh ơi! Sau tiếng gọi đó, bà mở mắt và nhìn thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là cha Thanh đang ngồi nhìn bà với ánh mắt lo lắng. Thấy bà tỉnh dậy, liền hỏi. Bà mới thấy Thanh sao? Sao kêu tên con dữ vậy? Mẹ Thanh gật gật đầu, nước mắt chảy dài trên mặt khi nhớ lại những gì bản thân đã thấy trong giấc mơ. Liệu đó có phải là giấc mơ không? Hay thật sự là Thanh đã gặp chuyện và hồn ma của cô quay về để báo cho bà biết? Em mơ thấy cái Thanh, cả mặt nó đều là máu. Nó còn nói là đau và sợ nữa. Em phải làm sao đây? Mẹ Thanh nghẹn ngào nói. Bà trước giờ luôn là một người mẹ nghiêm khắc. Thành tích là thứ duy nhất bà công nhận ở Thanh. Thậm chí bà ước rằng bản thân chưa bao giờ nói những lời tổn thương đến cô. Nếu Thanh thật sự có chuyện gì, cả đời bà sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Hiểu được lo lắng của vợ mình, cha Thanh lên tiếng an ủi. Chẳng thể ban ngày em nghĩ nhiều quá, nên tối mới mơ như vậy thôi. Người ta không phải nói hiện thực thường trái ngược với giấc mơ sao? Thanh nó sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ Thanh thẫn thờ ngồi trên giường, vô cùng tự trách nói. Có phải là vì em đã quá nghiêm khắc với con, nó cảm thấy áp lực nên nó bỏ nhà đi hay không? Có phải em đã mất đi đứa con duy nhất của mình rồi không? Cha Thanh nhíu mày, thấp giọng nói. Không có chuyện đó đâu. Em đừng có nghe người ta nói bậy rồi lại lo nghĩ không đâu. Mau ngủ đi, không chừng sáng mai vừa mở cửa ra thì lại thấy nó đứng trước cửa bây giờ. Mẹ Thanh nghe vậy thì mỉm cười nằm xuống. Bà cũng mong mọi chuyện sẽ được như vậy thì tốt. 6 giờ tối thì công việc làm thêm ở quán cà phê cuối cùng cũng xong. Thủy đeo túi lên, chào đồng nghiệp rồi ra về. Đứng ở chỗ đèn tín hiệu chờ qua đường, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện của Vân và Khoa. Thật ra kế hoạch mà Thủy đã nghĩ ra trước đó chính là muốn đi tới trước mặt Khoa, phanh phui mọi chuyện, nói rằng Vân đã biết hết tất cả và sẽ không trở thành vật thế thân của bất kỳ ai đâu. Thế nhưng trong lòng cô lại có chút do dự. Nếu như nghĩ theo góc độ khác thì Khoa thật sự rất đáng thương. Thanh đột nhiên biến mất, có lẽ đã khiến Khoa rất sốc. Bởi vậy mà anh phải tìm một người thay thế cô để yêu thương. Nhìn vào thì anh chẳng khác gì một người đang phát điên vì tình yêu. Đèn đỏ vừa bật lên, Thủy theo dòng người đi qua bên kia đường. Cô chậm chậm đi trên đường rồi bất giác dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Khoa đang đứng trước quầy bán phụ kiện cho nữ. Anh cầm lên một cái bờm tóc bằng ngọc trai. Đương nhiên đó chỉ là ngọc trai giả. Trên môi anh nở lên một nụ cười rạng rỡ, đưa cho người bán hàng nói. Tôi lấy cái này. Người bán hàng thấy Khoa đẹp trai liền dở giọng chọc ghẹo. Lựa khéo đấy, là cho bạn gái sao? Khoa gật đầu nói. Vâng,
là cho bạn gái con. Người bán hàng nghe thế liền lấy ra một mớ vòng tay nói, tại biết đẹp trai, lại còn biết mua quà cho bạn gái, nên dì tặng bày một cái vòng tay. Vòng tay này có khắc tên đấy. Thế bạn gái bày tên gì? Khoa không chút do dự đáp, bạn gái còn tên Thanh. Thanh à? Ừ, tên đẹp đấy. Người bán hàng lấy trong đống vòng tay ra một cái có khắc chữ Thanh rồi đưa qua cho Khoa. Không biết vì có phải những lời người bán hàng nói khiến Khoa cảm thấy rất vui hay không, thay vì nhận quà tặng và nhanh chóng rời đi, anh nâng hai tay đang xách đầy đồ của mình lên nói, tối nay Thanh sẽ về nên con đã mua thêm quần áo và cả giày cho cô ấy nữa đấy. Người bán hàng nghe cũng rất ngạc nhiên, nhưng giây sau liền bật cười nói, vậy sao? Giỏi đấy. Mà, thế bạn gái bay đi đâu mà về? Đi nước ngoài à? Khoa lắc đầu. Dạ không, Thanh luôn bên cạnh con mà. Anh nói xong thì nhanh chóng rời đi, làm cho dì bán hàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn nghĩ trong đầu đây là cách yêu đương của giới trẻ bây giờ sao? Kiểu như dù em có đi đến đâu thì em vẫn mãi trong tim anh. Thủy đứng nấp một bên cũng nghe được những lời Khoa nói. Điều đó khiến cô càng thêm khó hiểu. Theo lời Vân nói thì tối nay hai người có hẹn nhau tại nhà anh. Anh không nghĩ đến việc Thanh và Vân có thể chạm mặt nhau sao? Nhìn theo bóng lưng Khoa rời đi, bước chân Thủy không tự chủ liền đi theo. Cô dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ, chỉ cần nhìn vết rỉ sét trên cánh cổng thôi cũng đoán được tuổi của nó rồi. Đây chính là nhà của Khoa. Không chỉ riêng Vân, Thủy lúc nghe tin Thành biến mất cũng đã đánh liều tìm đến Khoa để tỏ tình. Cô đã yêu anh từ rất lâu trước đó. Cả hai từng là hàng xóm của nhau cho đến khi cha mẹ cô quyết định chuyển đến một ngôi nhà khác. Thế nhưng ngày hôm đó anh đã thẳng thắn từ chối, thậm chí còn nói nếu cô còn làm những chuyện như vậy thì kể cả là bạn thì hai người cũng không thể. Và rằng anh thật sự rất yêu Thanh. Cả đời này anh chỉ có thể dành trái tim cho Thanh. Nên anh không muốn Thanh hiểu lầm rằng anh đã có tình cảm với người khác. Cô đã tin như vậy, thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ Thanh khi đã có được một người yêu thương chị ấy đến như vậy. Tình cảm không được đáp lại, nhưng cô vẫn cho rằng bản thân mình đã yêu thương đúng người. Thế nhưng bây giờ thì lại cảm thấy con người Khoa rất phức tạp, giống như là một bài toán vô nghiệm vậy. Dù cô đã nỗ lực tìm cách giải thì đáp án nhận được cũng vô cùng mơ hồ. Giờ cô lại cảm thấy những năm tháng làm hàng xóm giữa hai người thật sự rất vô nghĩa. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu hỏi, liệu đây có còn là Khoa mà cô quen biết không? Thủy nghĩ, với mối quan hệ giữa cô và Vân, cũng như quan hệ hàng xóm của cô với Khoa, thì cô phải nói gì đó. Ít nhất là không để anh biến bọn họ trở thành một món đồ chơi. Muốn nhào nặn như nào thì nhào nặn như đó. Trong nhà Khoa không được bật đèn, chỉ thấy thấp thoáng chút ánh sáng màu vàng, có lẽ là ánh sáng từ đèn ngủ. Khi nãy lúc ở ngã tư, cô đã bị tụt lại nên không biết Khoa có rẽ đi đâu nữa hay không, hay đi thẳng về nhà. Nhưng giờ thấy nhà cửa tối om thì cô đoán có lẽ anh đã không về nhà ngay. Theo những lời Khoa nói trước đó, Thủy nghĩ Thanh đã được anh giấu trong nhà hơn nửa tháng qua. Cả dòng họ Thanh đều là gia đình đặt nặng chuyện học vấn, con cháu trong nhà không thạc sĩ thì cũng tiến sĩ. Bởi vậy mà từ nhỏ, Thanh đã nhận được sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Tuổi thơ của cô chỉ có những giờ học trên lớp hay những buổi tự học tại nhà với sự giám sát của cha mẹ. Hiện tại Thanh đã 24 tuổi nhưng vẫn bị cha mẹ giám sát cả việc học và thời gian sinh hoạt hàng ngày. Ra khỏi nhà lúc mấy giờ, làm gì, về nhà lúc mấy giờ đều phải báo cáo cụ thể. Đến cả những buổi gặp mặt bạn bè cũng phải giải thích rõ lý do gặp mặt. Đến đó rồi cũng có đi đâu nữa hay không, đi tới mấy giờ thì về. Nhiều người bạn của Thanh cũng thường hỏi cô có cảm thấy ngột ngạt không, nhưng Thanh chỉ cười chứ không đáp. Theo lời mẹ cô nói, buổi chiều ngày cô không về nhà, cô có nhắn với bà, nói sẽ ở lại thư viện làm báo cáo thuyết trình cùng nhóm, tầm 7 giờ thì sẽ về tới nhà. Cũng trong đêm đó, bà ngoại của Thanh bị bệnh, phải nhập viện, nên cha mẹ cô cũng đến bệnh viện túc trực chăm sóc.
Cho đến sáng hôm sau, cả hai trở về nhà mới nhận ra cả đêm qua cô đã không về. Thanh trước giờ rất ngoan ngoãn nên cha mẹ cô không hề nghĩ rằng cô sẽ trốn nhà đi chơi hay tụ tập này nọ. Mẹ cô gọi nhưng mà điện thoại đã tắt máy, gọi cho mấy người bạn trong nhóm thuyết trình của cô thì lại nhận được tin là cô đã không đến đó. Cảm thấy có gì đó không ổn nên cha mẹ cô đã gọi cho công an báo cáo cô đã mất tích. Thế nhưng chỉ mới không liên lạc được có một đêm nên công an cho rằng đây không phải là một vụ mất tích nên đã không nhận án. Không còn cách nào, cha mẹ cô đành chạy đến trường học, mong muốn sẽ tìm được chút gì đó để bọn họ biết rằng cô đang ở đâu. Giờ nghĩ lại, biết đâu chừng nguyên nhân khiến Thanh biến mất là do sự nghiêm khắc trong cách giáo dục con của cha mẹ cô. Giống như một chú chim, nếu như nuôi trong lồng từ nhỏ thì nó sẽ quen với cái lồng kia, nhưng bản năng của động vật vẫn là khao khát tự do. Khoa yêu Thanh nhiều như vậy, nếu như cô nói muốn trốn đi thì anh chắc chắn sẽ giúp. Đó là lý do vì sao mà khi Thanh biến mất, anh lại không có chút lo lắng nào. Vì trong lúc mọi người đang đỏ mắt tìm kiếm, thì Thanh đang yên ổn ở trong nhà của anh. Có thể hai người đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau, cho nên thời gian này Khoa mới không đi học. Anh dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ, như việc mua thêm quần áo cho Thanh khi nãy. Nhưng nghĩ đến đây, trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi. Vậy anh còn đề nghị Vân trở thành bạn gái của anh làm gì? Trong đầu chạy loạn nhiều suy nghĩ, Thủy quyết định trước khi Khoa trở về sẽ tự mình tìm ra đáp án. Cô đẩy cửa, nhanh chóng đi vào bên trong. Cửa nhà đã khóa, Thủy phải đi một vòng quanh nhà thì cuối cùng cũng tìm ra được một cái cửa sổ chưa kịp khóa. Cô tìm được vài viên gạch ống trong sân, chất lên thành một cái bệ đỡ rồi dùng nó leo vào bên trong nhà. Cũng may đây là loại cửa sổ không có khung, chứ nếu là loại có thêm khung sắt thì cô cũng phải chảo thua. Chỗ cửa sổ Thủy leo vào nằm ở trong phòng bếp. Cô thuận lợi leo vào bên trong. Vừa khép cửa lại thì toàn bộ không gian lại biến thành màu đen. Vừa đặt chân vào nhà thì một mùi hôi kèm theo mùi tinh dầu xộc thẳng vào mũi. Một bên hôi đến mức khiến người ngửi được xém ngất, một bên thì là hương thơm chanh xả thơm mát. Hai mùi hương không ăn nhập gì, hòa lại làm một, khiến hai hốc mũi của cô như muốn nổ tung. Thì lấy điện thoại ra bật đèn lên để dò đường. Lúc trước cô và mẹ hay mang đồ qua đây nên cô cũng không xa lạ gì với thiết kế bên trong ngôi nhà. Dùng điện thoại chiếu sáng, Thủy đi được tới phòng khách. Lúc này cô cuối cùng cũng nhận ra được vì sao cả căn nhà lại tối đen như mực như thế. Dù cho trước cửa nhà là một ngọn đèn đường to tổ bố, hóa ra là vì mọi cánh cửa bên trong nhà đều bị dán kín bằng những tờ báo. Cô đi tới cánh cửa kính ở phòng khách, cầm một góc tờ báo xé ra. Ánh sáng bên ngoài liền nhanh chóng rọi vào bên trong nhà. Trong phòng khách, bừa bộn rất nhiều thứ, vài túi rác đặt ở cạnh tường. Trên ghế vắt mấy cái áo khoác, phía trên còn có thể thấy được mấy sợi tơ nhện đang kéo dài lên tới mép tường. Nhìn qua chắc đã lâu không được đụng vào. Trên bàn có một cái ba lô cũng bám đầy mảng nhện. Thủy tò mò lấy một quyển vở bên trong ra, thì thấy phía trên đề tên của Thanh. Cái ba lô này là của Thanh. Vậy là Thủy đã đoán đúng, trong suốt thời gian bị coi là mất tích đó, Thanh đang sống ở nhà của Khoa. Thủy nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng thử kêu. Thanh ơi, chị có ở đây không? Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Thanh ơi, đi khỏi đây đi. Hai giọng nói phát ra cùng một lúc khiến Thủy ngơ ngác. Nhìn quanh không thấy ai liền lắp bắp lên tiếng hỏi. Là chị hả? Chị Thanh? Thủy chờ một hồi nhưng giọng nói kia không còn xuất hiện nữa. Bỗng dưng, một cảm giác lạnh sống lưng khiến cô quay ngoắt nhìn ra phía sau. Nhìn qua dãy phòng ngủ bên trong. Trong đầu xuất hiện hai phe đấu tranh kịch liệt giữa việc đi vào trong và quay người đi về. Nhưng rồi sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả. Thủy bước qua đống bừa bộn dưới sàn đi vào bên trong. Trong nhà có tổng cộng 3 căn phòng, một phòng của cha mẹ Khoa, một phòng của Khoa, phòng còn lại để trống.
cô nhớ lúc nhỏ có lần cha mẹ cô có việc đi qua đêm thì mẹ cô đã sang gửi nhờ cô cho nhà Khoa. Lúc đó cô đã ngủ trong căn phòng này. Phòng của cha mẹ Khoa đã bị khóa. Cô đứng trước cửa gọi tên Thanh nhưng không ai trả lời. Sau đó chuyển qua phòng của Khoa. Vừa bước vào thì cô đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Trên bốn bức tường đều dán đầy hình của Thanh. Những bức ảnh chụp cô ở mọi góc độ, có khi học bài, ăn uống, nói chuyện cùng bạn, và có cả những khoảnh khắc vô cùng riêng tư như đang ngủ hay đang thay đồ. Thủy tin chắc đây đều là những bức ảnh chụp trộm, và cô nghĩ đây không thể nào là tình yêu được, mà đó là một căn bệnh vô cùng kinh tởm. Ở chỗ bàn học có một chiếc bánh kem đã được đốt sẵn nến. Cây nến dài đã cháy hơn phân nửa. Chắc là Khoa đang làm thì nhớ ra gì đó nên mới chạy ra ngoài, quên mất việc thổi nến. Nhìn thấy bánh kem, Thủy mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Thanh. Vậy là Khoa đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Thanh sao? Thủy lia mắt nhìn quanh căn phòng thì phát hiện không chỉ dừng lại ở mấy bức ảnh trên tường. Trên tất cả đồ vật trong phòng đều được dán hình của Thanh lên. Chỉ mới nghĩ đến cảnh Khoa ở trong căn phòng này, chậm rãi thưởng thức sở thích chụp lén của mình thôi cũng đủ khiến cô rùng mình. Thủy chú ý đến một thứ gì đó bị che lại bởi một miếng vải trắng. Cô đi tới kéo miếng vải ra thì phát hiện thứ được che đậy bên dưới là một chiếc máy ảnh. Hơn nữa bên cạnh còn có một sấp ảnh như vừa được in xong. Thủy mở ánh sáng điện thoại hết cỡ, đưa tay lật từng bức ảnh ra xem. Theo từng bức ảnh được lật ra, cả người cô bắt đầu vì sợ hãi mà run lên, hai mắt trừng lớn, dường như không dám tin vào những gì mình đang xem. Người trong ảnh không ai khác chính là Thanh, nhưng cô đang bất tỉnh, nằm trên giường. Ban đầu những bức ảnh trông cũng bình thường, giống như cô chỉ đang ngủ mà thôi. Nhưng về sau, nội dung của những bức ảnh dần trở nên đáng sợ hơn. Thanh nằm trên giường, quần áo dần bị lột ra hết, cuối cùng chỉ còn độc một bộ đồ lót mà người chụp hình dường như rất thích thú. Từng mm trên người cô đều bị tên biến thái chụp lại. Thủy càng xem càng cảm thấy sôi máu. Sao lại có người làm ra những chuyện như vậy được chứ? Tiếp theo đó là một bức hình khiến Thủy có chút nghẹt thở. Trong ảnh, Thanh đang bị trói trên một cái ghế. Đôi mắt cô ngập nước, biểu cảm trên mặt vô cùng sợ hãi. Thủy liếc nhìn qua góc của bức ảnh thì nhìn thấy ảnh chụp gia đình của Khoa. Cô nghĩ không lẽ vì không được đáp lại tình cảm mà anh đã bắt nhốt Thanh, sau đó sẽ dùng những tấm ảnh này để uy hiếp Thanh phải yêu anh sao? Nghĩ như vậy, Thủy nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô muốn trước khi Khoa về sẽ đưa Thanh rời khỏi chỗ này. Vì quá vội vàng, Thủy vô tình làm rớt sấp ảnh xuống đất. Không có thời gian để lại chỗ cũ nên cô đành phải mặc kệ. Dù sao thì lúc Khoa trở về thì cô cũng đã rời đi. Anh biết có người động vào thì cũng không thể biết là cô được. Trong sấp ảnh rơi xuống, để lộ ra một tấm ảnh với khung cảnh Thanh đang bị bịt miệng. Hai mắt cô mở lớn trừng trừng, trong con người răng đầy tơ máu, cứ như người 3 ngày rồi chưa ngủ. Và hơn hết, chính là trên cổ cô xuất hiện một đường bầm tím giống như đã bị ai đó dùng lực siết chặt vậy. Thủy rời khỏi phòng của Khoa hướng đến căn phòng cuối cùng trong nhà, cũng là căn phòng cô từng có cơ hội ngủ lại. Lúc đó thì vui nhưng giờ chỉ có sợ mà thôi. Ngay khoảnh khắc Thủy mở cửa đi vào căn phòng kia, trên tấm kính nơi cô đã xé tấm báo xuống để lộ ra một khuôn mặt lạnh như băng với cái nhìn hầm hầm đầy sát ý. Căn phòng ngủ sớm đã được thiết kế lại thành phòng dùng cho học tập. Bên vách tường bên trái có đặt 2 kệ sách lớn. Trên chiếc bàn gỗ trong phòng cũng vương vãi sách, mà ở khoảng trống bên trái cô nhìn thấy một chiếc ghế gỗ lớn. Ở đó có người đang ngồi, trên đầu người nọ còn bị một cái khăn tắm lớn trùm lên. Vừa mở cửa ra, một mùi hôi còn nặng hơn gấp mấy lần ngoài phòng khách xộc thẳng vào mũi khiến cô thật sự cầu mong bản thân có thể ngất đi ngay lúc này.
Nhớ đến mớ tơ nhện ở phòng khách, cô nghĩ nơi này chắc cũng đã lâu không được dọn dẹp. Có thể đã có một loài động vật nào đó vô tình lọt vào đây rồi bị chết vì đói chăng? Cố bỏ qua cái mùi hôi nồng nặc kia, Thủy đi nhanh về phía người đang ngồi. Cô nghĩ có lẽ Thanh đang bị trói và bịt miệng nên mới không thể đáp lại khi cô gọi. Cô đi tới định xem thử tình hình của Thanh thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh vào. Bóng người thình lình xuất hiện khiến cô hoảng hốt lùi lại. Người đó không ai khác, chính là Khoa. Mắt Khoa trừng lớn khi nhìn thấy vị khách không mời mà tới. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm, giọng khan khan hỏi. Ai cho cô vào đây? Thủy nuốt nước miếng, nhớ đến những việc Khoa đã làm với Thanh liền không nhịn được mà run lên. Khoa đang đứng trước cửa nên cô không cách nào chạy đi được. Thấy không còn đường lui liền lắp bắp nói. Ra người là phạm pháp đấy. Anh thả chị Thanh và em đi thì em sẽ không coi như không có chuyện gì hết. Khoa đặt đồ trên tay xuống. Lúc này Thủy mới thấy trên tay anh ta còn cầm theo một cái búa. Mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt liến thoáng nhìn quanh muốn tìm thứ gì đó phòng thân. Nhưng cô còn chưa kịp tìm được thì đã nghe Khoa lên tiếng nói. Tại sao? Tụi mày cứ làm hỏng kế hoạch của tao hả? Chỉ còn một chút nữa thôi là Thanh sẽ có thể trở về rồi. Nhưng tất cả đều đã bị tụi mày phá tan nát hết. Thủy nhíu mày, nhìn về hướng chiếc ghế. Người ngồi ở đó trên vai khoác một chiếc áo dài. Cả cơ thể tựa vào ghế, lưng hướng ra cửa nên cô không nhìn thấy được tình hình hiện tại của Thanh. Có thể cô ấy đã bất tỉnh cho nên mới không có phản ứng gì trong khi cả hai đang nói chuyện. Khoa dường như đang rất mất bình tĩnh. Anh ta chẳng để cho Thủy được giải thích, cũng không hề cảm thấy lo sợ trước hai từ phạm pháp mà cô đã nhắc đến. Với cây búa trên tay, lăm le đi về phía Thủy. Nhận ra được ý định của Khoa, Thủy không kịp suy nghĩ gì thì đã vắt chân lên cổ mà chạy. Căn phòng rộng hơn 30 mét vuông, nhưng xung quanh đều chất đầy sách, không gian trống cũng không còn nhiều. Nếu chỉ là trò chơi đuổi bắt của mấy đứa nhỏ thì được, chứ để chạy thoát khỏi tên tâm thần biến thái đang muốn giết mình thì không thể nào. Thủy tính trong đầu, nếu như Khoa đuổi theo cô thì cô sẽ tranh thủ lúc anh ta rời khỏi cửa mà chạy ra ngoài kêu mọi người đến giúp đỡ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Không biết số cô còn phải nhọ đến mức nào nữa khi cô đã chạy được đến cửa, nhưng cánh cửa đã bị Khoa khóa lại từ lúc nào. Chính lúc này mọi sự tuyệt vọng đều ùa về trong tâm trí. Cô tiếp tục chạy, chỉ mong tìm được một lối thoát khác. Cô vừa chạy vừa hết lời cầu xin. Tha cho tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Nhưng không biết là số Thủy xui hay do Khoa may mắn, cô vừa chạy được ba bước thì đạp phải một quyển sách nằm trên đất. Cả người mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước. Tóc cô bị Khoa kéo giật ngược ra phía sau. Trong khoảnh khắc đó cô còn tưởng anh ta đã kéo bay ra đầu cô ra rồi. Quá đau đớn, Thủy hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn khiến người đang ngủ say mấy cây số cũng phải bật dậy. Lo sợ bị người nghe thấy, trong giây phút cô vừa hét lên, Khoa không tự chủ được vụt một búa vào đầu của cô. Máu từ đầu bắn ra khắp mặt Khoa khiến biểu cảm trên mặt anh ta càng thêm ghê rợn. Tay anh ta vừa thả lỏng ra thì Thủy gần như đã mất đi nhận thức, cả người dần mất tri giác, nghiêng đầu nằm trên sàn. Khoa đứng dậy, hai tay khẽ siết chặt, khiến cơ bắp trên người có chút co giật. Anh ta nhìn máu từ đầu Thủy chảy xuống đọng lại thành vũng, sợ hãi lùi ra sau. Thủy vẫn chưa ngất đi, cô vươn bàn tay ra như muốn níu lấy thứ gì đó, miệng mấp máy nói. Cứu tôi với. Cô thành công chạm vào một thứ gì đó lạnh lạnh, rồi dùng hết sức còn lại mà kéo một cái. Một tiếng động lớn truyền đến khiến Khoa đang mất hồn phải sực tỉnh lại. Anh ta quay đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liền như phát điên mà gào lên thảm thiết.
Thủy bị tiếng gào kia làm cho giật mình, cả người nằm trên đất bị dọa cho run lên. Nửa khuôn mặt đã bị máu thấm ướt, đôi mắt cô mở to, nhìn kỹ thứ gì vừa ngã xuống. Ai ngờ vừa chớp mắt liền đối diện với một con ngươi như một quả bóng cao su bị xẹp đang nằm lăn lóc trên đất. Mắt cô trừng lớn, khẽ nhúc nhích đầu nhìn lên thì lại đối diện với một thi thể sắp trơ xương. Ngũ quan trên mặt đã hoàn toàn biến dạng, nhưng không hiểu vì sao cô lại biết chắc chắn đó chính là Thanh. Thanh đã bị Khoa giết chết. Khoa như điên nhào đến bên cạnh Thanh. Có lẽ cô ấy đã chết hơn một tuần, cơ thể đã bước vào trạng thái phân hủy nặng, chả trách mùi hôi kia lại nặng như vậy. Anh ta đưa tay muốn đỡ Thanh trở lại ghế, nhưng anh ta vừa chạm vào chỗ nào thì lớp da chỗ đó liền trợt ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả phần xương. Hốc mắt trống rỗng chứ đầy ròi bọ, vì cú ngã mà quăng ra khắp nơi. Thủy đang nằm trên đất dường như còn có thể nghe được tiếng chuyển động của chúng. Khoa như sụp đổ, anh ta hét lên đau đớn rồi nhìn Thủy với ánh mắt tràn đầy căm hận. Anh ta nói: "Là mày, là tại mày, tất cả đều do mày mà ra." Nói xong, Khoa đứng dậy, đi tới góc tường, vung tay gạt hết đống sách trên chiếc bàn dài xuống, rồi kéo chiếc bàn đến gần chỗ Thủy đang nằm. Xong anh ta đi tới, tay xốc nách Thủy đặt lên chiếc bàn dài. "Mày là kẻ đã gây ra mọi chuyện, nên mày phải trả giá cho chuyện này." Khoa vừa nói vừa đi tới tủ đựng sách, lấy trong đó là một chiếc hộp gỗ có hình dạng như một quyển sách cổ. Cứ tưởng bên trong đó phải đựng một cái gì đó rất quan trọng, nhưng khi mở ra thì trong đó chỉ toàn là nến mà thôi. Khoa lấy nến ra rồi cắm lên mặt bàn, cả cơ thể Thủy đều bị vây quanh bởi nến, tổng cộng 13 cây. Khoa cầm bật lửa lên, vừa châm nến vừa nói: "Những cây nến này được làm từ máu và móng tay của Thanh. Là đồ vật nhất thiết phải có để cô ấy có thể quay trở lại với tôi." Thủy dường như đã nhận ra được ý định của Khoa. Thảo nào anh ta lại đột nhiên muốn Vân trở thành bạn gái của mình. Đã vậy còn kêu cô ấy phải thay đổi, biến cô ấy thành một kẻ thế thân hoàn hảo của Thanh. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, từng hơi thở ngày càng thêm nặng nhọc. Trước mắt đã dần trở nên mơ hồ. Thủy nghĩ có lẽ cô sẽ không thể rời khỏi đây được nữa. Mặc dù vậy thì cô vẫn muốn biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói thì hai mắt liền mở to trừng trừng. Xuyên qua người Khoa, nhìn thấy một thứ bản thân không thể tin được. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến phần gáy Khoa như đóng băng, cứng đờ. Máy móc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ở đó thấp thoáng một bóng dáng màu trắng. Đến khi nhìn kỹ lại thì hai mắt liền trừng lớn hết cỡ, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két. Hồi lâu sau mới có thể lên tiếng được: Thanh, cậu về rồi sao?" Đứng sau lưng Khoa chính là hồn ma của Thanh. Không biết ai đó đã nói, con người sau khi chết thường sẽ biến trở về hình dạng lúc họ hạnh phúc nhất. Có người ra đi ở tuổi tứ tuần, lục tuần, nhưng khi trở thành hồn ma thì lại là một đứa nhỏ chừng 12, 13 tuổi. Đó là những người đang tiếc cho thời thanh xuân tươi đẹp ngắn ngủi của mình. Còn có những người khác chết vì bị giết, bị hãm hại, mang theo nỗi uất hận qua thế giới bên kia, thì thông thường họ sẽ mang hình dạng cuối cùng trước khi hồn lìa khỏi xác. Sau đó sẽ bám theo người đã gây ra tội ác với họ, chờ thời cơ chín mùi để trả thù, giống như Thanh vậy. Thanh đứng phía sau Khoa không còn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài tự nhiên, hay là người được ví như nữ thần của tụi con trai trong trường nữa, mà đứng ở đó là một hồn ma đã trải qua sự đau đớn tột cùng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một phần bên đầu của cô bị đập nát, máu thịt be bét thấm ướt nửa khuôn mặt, hai con mắt xém văng ra ngoài.
trên mặt trải dài những vết bầm tím. Đặc biệt hơn chính là miệng cô đã bị rắn dính băng keo. Người làm ra chuyện này dường như đang rất hoảng loạn. Miếng băng keo được dán vòng ra sau đầu 2-3 lớp, siết chặt đến mức hai má như phồng lên, khiến khuôn mặt của cô trở nên vặn vẹo khác thường. Khoa vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì đã quỳ sụp xuống, hai tay chắp trước ngực, hai mắt lưng tròng nước, sợ đến tái xanh mặt mày mà nói: Tôi không cố ý. Tôi không cố ý làm như vậy đâu. Cũng tại cậu. Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của tôi chứ? Từng cơn gió lạnh vẫn hiu hiu thổi. Dưới ánh nến đang nhảy nhót là khuôn mặt đã dần mất đi nhân tính của Thanh. Đó là một ngày đẹp trời nửa tháng trước. Khoa từ miệng một giáo viên biết được sau khi tốt nghiệp thì Thanh sẽ ra nước ngoài để học lên tiến sĩ. Biết được chuyện này anh ta đã rất sốc. Nếu cô thật sự rời đi thì tình cảm của anh sẽ không còn hy vọng gì nữa. Học xong mấy tiết buổi sáng, Khoa đã chạy đến nhà tìm Thanh để hỏi chuyện. Nhưng khi anh ta vừa đến nơi thì đúng lúc nhìn thấy cả nhà Thanh đang tiễn một người con trai ra xe. Hơn nữa thái độ của hai bên lại vô cùng thân thiết và vui vẻ. Trước khi người kia rời đi, Khoa đã nghe mẹ Thanh nói: Vậy chuyện ở bên kia giao cho con. Thanh nhớ trước giờ nó cứ quanh quẩn ở trong nhà với trường học thôi, nên qua bên đó hai đứa nhớ để ý chăm sóc nhau nhé. Khoa nghe vậy thì trong đầu liền nhanh chóng nhảy số. Hóa ra Thanh vội vàng rời đi sau khi tốt nghiệp là vì người con trai này. Sở dĩ cô mãi vẫn không chấp nhận tình cảm của anh ta là vì cô đã có người khác bên cạnh. Khoa đã vô cùng tức tối và cho rằng đó chính là sự thật. Dù rất yêu Thanh, nhưng Khoa vẫn không thể chịu đựng được cảnh bản thân bị xem như một trò đùa. 7 năm qua, đã có biết bao nhiêu cô gái tốt tìm đến, nhưng anh ta đã bỏ qua hết. Trong lòng chỉ mong mỏi một ngày nào đó, Thanh sẽ quay đầu nhìn về phía anh ta, để cô biết anh ta yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng sau 7 năm, vẫn là không lại hoàn không. Mang theo lửa giận trong người, lại biết hôm nay Thanh đã xin mẹ ở lại trường học nhóm, anh đã gọi điện cho cô, hẹn gặp mặt để nói chuyện. Thanh cũng muốn trước khi rời đi sẽ nói rõ mọi chuyện, nên đã đồng ý. Hôm đó, Khoa đã mượn xe ô tô của một người bạn để đến đón Thanh. Mặc dù không biết vì sao anh ta lại phải làm như vậy, nhưng cô vẫn tin tưởng mà leo lên xe. Sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi Thanh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng cũng vô cùng xa lạ. Thanh vừa mở mắt thì cảnh tượng đập vào mắt chính là một căn phòng dán đầy hình ảnh của cô. Một cảm giác lạnh thổi qua khiến cô nhanh chóng nhận ra trên người chỉ còn độc một bộ đồ lót. Thanh hoảng hốt chộp mấy chiếc khăn quấn chặt lấy người. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra thì nước mắt ngay lập tức chảy xuống như mưa. Khoa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô khóc thì liền bước tới định giúp cô lau nước mắt. Nhưng vừa nhìn thấy anh ta thì cô đã vô cùng tức giận, cánh tay vừa đưa đến gần đã bị cô gạt phăng đi. Giận dỗi vì hành động này của cô, Khoa không kìm được đã tát cô một bạt tay. Cái tát mạnh đến mức khiến cô ngã xuống giường, một bên mặt nóng rát, hai mắt trừng lớn không dám tin nhìn anh ta. Khoa nhận ra được hành động của mình liền rối rít xin lỗi, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn oán hận của cô mà thôi. Tại sao cậu lại làm như vậy? Thanh nghẹn ngào hỏi. Khoa đưa mắt nhìn cô, cắn cắn môi rồi lên tiếng hỏi. Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của mình? Rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt mà cậu có hết lần này đến lần khác từ chối mình như thế? Lửa giận bốc lên hừng hực, Thanh nghiến răng nói. Vì thứ tình cảm của cậu khiến tôi sợ hãi. Nó không phải là tình yêu. Nó là bám đuôi, là theo dõi. Là hành vi của một tên biến thái tâm thần. Cậu nói cái gì vậy? Khoa tưởng mình nghe lầm, liền hỏi lại. Đến lúc này thì Thanh đã không còn nhịn được nữa. Cô đưa tay chỉ lên những bức ảnh trên tường, thẳng thắn nói. Đây là hành vi
của một tên biến thái. Tôi biết cậu đã theo dõi tôi từ lâu. Cậu đã chụp ảnh lúc tôi ngủ và thay đồ. Những người con trai đến gần tôi để bị cậu kêu mấy tay xã hội đen đánh đít nhập viện. Cậu cố tình thi vào cùng một trường với tôi. Cậu muốn mỗi lúc đều có thể theo dõi tôi. Cậu khiến tôi sợ hãi lắm, cậu có biết không? Mình khiến cậu sợ hãi sao? Khoa lắp bắp hỏi. Ánh mắt của Thanh ngày càng trở nên dữ dội hơn. Cậu chỉ muốn xem tôi như một món đồ chơi để cậu đem về, rồi lồng kính mà thôi. Tôi là con người, tôi muốn được tự do chọn lựa, tôi muốn được tự do qua lại. Tôi nói cho cậu biết, sở dĩ tôi lựa chọn đi ra nước ngoài, chính là để trốn thoát khỏi cậu đấy. Khoa nhắm mắt lại, như đang cố tiêu hóa những lời Thanh vừa nói. Đến khi mở mắt ra thì trong mắt chỉ toàn sự âm u, dường như anh ta đã biến thành một người vô cùng đáng sợ. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo, mà lặp lại. Muốn trốn thoát khỏi tôi sao? Thành cứ nghĩ những gì mình nói thì Khoa đã hiểu. Cô đứng dậy cùng với chiếc khăn muốn đi ra ngoài tìm quần áo của mình. Trong 7 năm qua, cuộc sống của cô chẳng khác gì địa ngục khi mỗi phút, mỗi giây đều phải chịu đựng ánh mắt dòm ngó của Khoa. Thành đã kể lại mọi chuyện cho mẹ cô nghe và mong bà có thể giúp cô thoát khỏi Khoa. Nhưng thay vì giúp con gái mình thì bà lại bắt cô phải im lặng. Nó cũng chưa có làm gì mày mà. Khi nào nó làm gì, đi gì thì hãy nói. Tình yêu khiến người ta phát điên mà. Nó chỉ chụp vài tấm hình thôi. Thời đại bây giờ rồi, tao còn nghĩ thoáng được. Không lẽ mày không nghĩ được? Đó chính là những lời mẹ cô đã nói. Nhưng cô biết không phải là bà có nghĩ thoáng hay không, mà là do phía sau Khoa là cả một bức tường vô cùng vững chắc. Ông nội và cha anh đều là những giáo sư có tên tuổi, thậm chí cha mẹ cô cũng từng chịu ơn họ. Mẹ của Khoa cũng đã từng nói, nếu cô tốt nghiệp với thành tích tốt, thì bà sẽ giới thiệu cho cô một chỗ làm tốt. Đó mới là lý do thực sự. Biết bản thân không thể nhờ cậy ai, Thanh đã quyết định tự cứu lấy bản thân mình. Cô đã bí mật đăng ký đi du học. Người đến nói chuyện với mẹ cô cũng là do cô nhờ một người quen đóng. Người kia chỉ vào khoe khoang gia thế của mình một chút là mẹ cô đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Khoa. Thành đã nghĩ chỉ cần cô có cơ hội rời khỏi nơi đáng sợ này thì cô sẽ tìm cách không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng cô không ngờ Khoa đã biết mọi chuyện, thậm chí còn làm ra những việc đáng sợ như này. Lời nói của Thành đã khiến nhân cách tàn ác trong Khoa thức tỉnh. Đến khi anh ta nhận ra thì đầu của Thanh đã bị anh ta đập nát bằng búa. Máu bắn lên khắp mặt, mùi tanh nồng lan rộng trong không khí. Khoa lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta quăng cái búa trên tay đi, tay ôm lấy Thanh, người đã bê bết máu, nức nở khóc không thành tiếng. Sau một hồi gào khóc thảm thiết, Khoa đã để Thanh nằm lại giường. Anh ta lấy nước lau sạch vết máu trên người cô, sau đó mặc lại đồ cho cô, thu dọn hết chăn nệm bị dính máu, rồi tìm một cái chăn mới trong tủ ra, cẩn thận đắp lên cho Thanh. Anh ta nhìn vào nửa bên mặt còn nguyên vẹn của Thanh, khóe môi nhếch lên nụ cười quái gở, nhỏ giọng nói. Vậy là từ nay, chúng ta đã có thể ở bên cạnh nhau rồi. Từ hôm đó, Khoa lúc nào cũng giữ khư khư xác của Thanh bên người. Lúc muốn xem tivi, anh ta sẽ ôm xác Thanh đến phòng khách. Lúc muốn đọc sách thì anh ta sẽ ôm cô đến chiếc ghế gỗ trong phòng đọc sách. Thanh sẽ ngồi ở đó giống như đang thực sự có mặt và cùng đồng hành với anh ta vậy. Dần dần, Khoa không còn muốn đến trường nữa. Anh ta muốn mỏi giây mỏi phút đều có thể ở bên cạnh Thanh, cùng cô tâm sự những chuyện vui, chuyện buồn mà trước giờ anh ta chỉ biết giữ ở trong lòng. Thế nhưng, người đã chết thì không thể nào giống như người còn sống được. Chỉ qua mấy ngày mà xác của Thanh đã bắt đầu bốc mùi. Những chỗ bị thương không thể tự chữa lành đã bị hoại tử, mưng mủ và xuất hiện cả ròi. Dù cho Khoa mỗi ngày đều giúp Thanh lau người và thay quần áo mới, nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì. Cho đến một ngày, trong lúc lau người cho cô,
không biết có phải anh ta đã dùng lực quá mạnh hay không, mà chỉ bằng một động tác, toàn bộ da tay của cô đã bị kéo xuống. Chuyện xảy ra khiến anh ta kinh hãi đến mức chạy nhanh ra khỏi phòng rồi gục xuống sàn, nôn thốc nôn tháo. Không còn lựa chọn nào khác, Khoa đành phải để Thanh ở yên trong phòng khách, sợ mùi hôi bay ra ngoài bị hàng xóm ngửi được. Anh ta đã mua rất nhiều giấy báo về dán kín toàn bộ cửa sổ, những chỗ nào có khả năng thoát mùi để bị anh ta dán lại. Hơn nữa còn mua về rất nhiều sáp thơm và tinh dầu để giảm bớt mùi. Nhưng thật ra nó cũng chẳng giúp ích được gì. Xác của Thanh ngày càng phân hủy nặng hơn, khiến Khoa, người yêu cô bằng cả mạng sống, cũng không thể chịu đựng được. Bởi vậy anh ta mới lấy một cái khăn chùm cả người cô lại. Trong lúc đang nghĩ cách phải xử lý thi thể cô như thế nào, Khoa đã đi mua rất nhiều xăng về. Ban đầu anh ta định sẽ tìm một nơi để thiêu xác của Thanh, nhưng vì tình cảm dành cho cô đã tới mức mù quáng nên anh ta đã dò dự ngày phút cuối. Khoa đã lên mạng tìm cách xử lý, rồi đột nhiên một bài viết trong nhóm tâm linh bí ẩn đập vào mắt của anh ta. Nội dung trong đó nói về thuật mượn xác hoàn hồn của người xưa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Khoa, và đó cũng trùng hợp là lúc Vân đến tìm anh. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân, suy nghĩ kia càng trở nên rõ ràng hơn. Mình muốn Thanh sống lại, muốn tiếp tục ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy. Chỉ cần cô ấy sống lại thôi. Đó chính là suy nghĩ trong đầu của Khoa. Mà Vân, người có khuôn mặt giống Thanh, chính là đối tượng thích hợp nhất. Khoa đã hẹn gặp Vân vài lần, anh ta muốn biến Vân thành bản sao của Thanh. Nhưng tính cách hai bên quá đỗi khác biệt, cứ như người trên trời kẻ dưới đất, không cách nào thay đổi được. Thế nhưng anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong bài viết kia có ghi, nghi thức phải được thực hiện vào ngày sinh nhật của người chết, giống như cách để người đó có thể tái sinh lại lần nữa. Kế hoạch vốn đã được chuẩn bị kỹ càng, Khoa còn đặc biệt chuẩn bị cho Thanh một chiếc váy đắt tiền, giày và cả mỹ phẩm dùng để trang điểm. Nhưng mọi chuyện đã trở nên vô ích khi Vân đã từ chối gặp mặt, thậm chí sau khi mắng anh ta té tát thì liền chặn số không để anh ta gọi lại. Khoa đã rất tức giận, nhưng anh ta chẳng thể làm gì được. Mang thêm tâm trạng đầy phẫn nộ trở về nhà thì lại nhìn thấy trên cánh cửa kính ở phòng khách đã xuất hiện một khoảng hở. Xui cho Thủy, lúc cô vừa từ trong phòng đi ra thì vừa lúc bị anh ta bắt gặp. Mọi chuyện sau đó đều nằm ngoài kế hoạch của anh ta, kể cả sự xuất hiện cổ hồn ma của Thanh. Ánh mắt Thanh lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Khoa, vẫn đang quỳ trên sàn chắp tay cầu xin sự tha thứ. Nhưng giờ đứng ở đó chỉ là một hồn ma mang đầy oán niệm, vốn chẳng để những lời cầu xin của anh ta vào tai. Sắc mặt của Khoa trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tim như bị bóp nghẹn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Anh ta vừa nâng mắt lên để nhìn thấy những móng tay thối rữa của Thanh đột nhiên biến đen rồi dài ra. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành những móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng đâm xuyên cổ bất kỳ loài động vật nào. Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mặc dù buổi tối là giờ hoạt động của côn trùng, nhưng bên tai anh ta chỉ còn lại tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Thủy. Thanh! Khoa vừa định lên tiếng gọi thì cánh tay của anh ta đột nhiên bị một lực cực mạnh bẻ quặp ra phía sau, tiếng xương gãy truyền rõ muộn một trong không khí. Khoa đau đớn ngã trên sàn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên la thảm thiết, hai mắt trừng lớn đầy sợ hãi, kìm nén lại cơn đau thấu xương mà nói: Tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi lần này, tôi thật sự biết sai rồi. Gió mạnh từ đâu thổi đến, những ngọn nến trên bàn phụt tắt, để lại một không gian vô cùng tối tăm và ảm đạm. Khoa chỉ có thể dùng tai để nghe ngóng tình hình xung quanh. Biết được trước mặt mình là một hồn ma khiến sự tối tăm kia càng thêm đáng sợ gấp bội phần. Chợt một thứ gì đó vừa rơi xuống đất, trong không khí truyền đến tiếng nước chảy.
mùi hăng xen lẫn với mùi thối của xác chết khiến Khoa dần trở nên mơ màng như người phê thuốc. Khoa đưa tay mò mẫm dưới sàn, đột nhiên chạm vào một làn nước mát. Ngón tay rụt lại rồi chậm chậm đưa lên mũi ngửi thử. Thứ mùi hăng quen thuộc kia chính là xăng, là thứ mà cậu ta đã mua về với mục đích là thiêu rụi xác của Thanh để phi tang. Vì không nhìn thấy gì nên Khoa cứ quờ quạng loạn xạ trong bóng tối. Chẳng mấy chốc cả người đã ướt đẫm xăng. Cùng lúc cậu ta cũng đã sờ được tới tay nắm cửa. Cả người vì sợ mà run lên cầm cập. Nhưng vì mạng sống vẫn gắng gượng đứng dậy muốn chạy thoát ra ngoài. Cảm giác lạnh toát truyền thẳng đến gáy khiến Khoa theo phản xạ quay đầu lại. Vừa quay đầu thì thứ cậu ta đối mặt chính là hốc mắt đen tối của Thanh. Cậu ta bị dồn vào vách tường, sợ hãi nhìn theo cánh tay của Thanh đang từ từ nâng lên. Một cây trong đám nến đã tắt khi nãy đột nhiên sáng lên. Hai má của Thanh nâng lên giống như đang cười. Bên tai Khoa cùng lúc truyền đến tiếng cười ghê rợn như thuộc về một nữ quỷ nào đó. Dường như đã nhận ra được ý định của Thanh, Khoa hoảng hốt gấp gáp kéo cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ngọn nến trên bàn cũng theo cơn gió lạ rơi xuống đất. Cả sàn nhà đều đã ngập trong xăng, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một địa ngục lửa. Lửa bén vào vạt áo rồi từ từ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Khoa. Tiếng gào giống đau đớn của cậu ta xuyên qua màn đêm thành công đánh thức những con người đang say ngủ. Lúc người dân nhận ra được tình hình mà chạy đến thì cả căn nhà đã ngập trong biển lửa. Trong đám cháy, bọn họ hình như nhìn thấy một con quỷ bị nuốt chửng bởi lửa. Con quỷ đang cố gắng vùng vẫy, nhưng ngọn lửa như có được tri giác. Nó vươn ra những xúc tu nóng rực kéo cả người con quỷ xuống, rồi dùng sự phẫn nộ thiêu đốt toàn thân con quỷ ra cho. Xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt để dập lửa. Cả căn nhà thoáng chốc chỉ còn trơ phần khung xương. Trong đám tro tàn kia, nhân viên điều tra đã lượm nhặt được những mảnh xương cháy đen nằm rải rác khắp nơi. Đợi ghép lại được thì chắc sẽ tốn một khoảng thời gian dài. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất không phải là việc tìm được xương người ở trong nhà, mà là việc tìm thấy một cô gái vẫn còn sống sót đang nằm ngất trong bồn tắm đầy nước. Thủy đã sống sót như một kỳ tích, nhưng cô đã rơi vào hôn mê vì cô đánh mạnh trên đầu. Cho đến khi cô tỉnh lại thì chẳng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Mà ở bên trường học, Vân, người đang cùng các bạn cầu nguyện cho Thủy tỉnh lại, vẫn không biết được bản thân vừa thoát chết trong gang tấc. Mẹ Thanh sau khi nhận được tin nói con gái mình đã chết trong một đám cháy thì đã hoàn toàn gục ngã. Bà nằm liệt trên giường, không ăn không uống mà chỉ có thể duy trì sức khỏe bằng dịch truyền. Dù cho cha Thanh có khuyên nhủ như nào thì bà cũng nghe không lọt tai. Thấy bà như vậy, ông chẳng dám rời nửa bước, chỉ sợ vừa quay đi thì bà sẽ làm chuyện dại dột. Bà luôn tự trách mình đã quá nghiêm khắc và áp đặt danh dự của gia đình lên cô, cho nên mới khiến chuyện không may xảy ra. Mấy ngày sau đó, cơ quan chức năng đưa ra kết quả điều tra cho thấy trước khi vụ cháy xảy ra thì Thanh đã chết hơn 10 ngày. Trong nhà còn xuất hiện dấu vết của những vật dụng để chứa xăng, cho nên kết luận cuối cùng là Khoa đã giết Thanh vì tình. Trong lúc định dùng xăng để thủ tiêu xác của cô thì vô tình khiến bản thân chết cháy. Đó là những gì được thông báo sau khi quá trình điều tra cho đến khi Thủy, nhân chứng duy nhất, tỉnh lại. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.